Chúa ngự trong thánh điện của người. Thiên Chúa tạo nhà cho những kẻ bị bỏ rơi, chính người ban cho dân người được quyền năng và sức mạnh. Chúa là đấng bảo vệ những ai trông cậy vào Chúa. Vì không có Chúa thì không có gì trở nên thánh thiện, không có gì trở nên hoàn thiện. Thiên Chúa ngự trong thánh điện của người. Thiên Chúa tạo nhà cho những kẻ bị bỏ rơi, chính người ban cho dân người được quyền năng và sức mạnh. Chúa là đấng đầy lòng từ bi khoan hồng nhân ái, Ngài không phán xét tội lỗi chúng ta dù ta chót phạm, không chấp tội của ta lâm than. Thiên Chúa ngự trong thánh điện của người. Thiên Chúa tạo nhà cho những kẻ bị bỏ rơi, chính người ban cho dân người được quyền năng và sức mạnh. Trước nhan Chúa dâng lời chúng khen cảm tạ tình Chúa, cùng muôn tiếng hát đặt nâng xin lên hòa muôn tiếng khen, trỗi vang lừng mừng Chúa bao ngôi. Chúa ngự trong thánh điện của người. Thiên Chúa tạo nhà cho những kẻ bị bỏ rơi, chính người ban cho dân người được.